giao tranh thảm khốc tướng lương xuân việt khiến hải quân trung quốc rút khỏi trường sa từ chủ việt nam khó xử chào mừng quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức dài tivi bản tin ngày hôm nay 15 tháng 7 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày thưa quý vị và các bạn từ đêm qua đến sáng nay trung quốc đã cho rút hết các máy bay chiến đấu săn ngầm, cảnh báo sớm vận tải và một số tàu chiến tàu hải cảnh cũng được Trung Quốc rút hết. Ở căn cứ Hải quân thuộc hàm đội Nam Hải tại thành phố Nam Á trên đảo Hải Nam, vào lúc 8 giờ sáng nay, dàn tra đa hệ thống tên lửa đất đối không cũng đang được tháo dỡ ở Trung Quốc, thực hiện đúng các nội dung mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết trong cuộc đàm phán với Việt Nam mặc dù phía việt nam vẫn chưa đưa ra quyết định có hay không trong các vấn đề hợp tác quốc phòng với mỹ và các cường quốc kinh tế quân sự động thái này của trung quốc nhằm chứng minh cho việt nam thấy trung quốc thực hiện đúng những điều đã cam kết tất cả những gì trung quốc đang làm chứng minh cho việt nam thấy trung quốc sẽ sửa chữa sai lầm nghiêm trọng khi đưa quân cưỡng chiếm hoàng sa trường sa của việt nam trung quốc không ngờ người mỹ đã phản bội trung quốc trong việc kiềm chế trung quốc tại biển đông trong khi người Mỹ một thời đã ủng hộ và hợp tác với Trung Quốc, giúp cho Trung Quốc lớn mạnh như ngày nay. Chính người Mỹ đã im lặng bỏ mặc cho Trung Quốc tấn công Hoàng Sa và sau khi Việt Nam đưa quân lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Trung Quốc và Mỹ đã cực lực phản đối hành động cứu người dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng bom bốt, nhưng cơ hội này Trung Quốc ủng hộ Mỹ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam. Với lý do đưa quân vào Campuchia trả đũa cho việc quân đội Mỹ từng bị xa lời ở Việt Nam, nhưng sự thật lịch sử dù sớm hay muộn cũng được phơi bày bằng việc chính phủ Campuchia và Liên Hiệp Quốc đã kết hợp mở ra các phiên tòa bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2009. Tội ác chống lại loài người trong nạt diệt chủng người Mỹ đã mắc vào mưu kế của Trung Quốc khi ủng hộ Trung Quốc hậu thuẫn tổ chức tập đoàn Khmer Đỏ, không chỉ gây ra tai họa cho người Campuchia và cho cả người thường dân vô tội ở các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ. Phán quyết của Liên Hợp Quốc từ năm 2009 đến năm 2015 trong việc đưa những tên tội phạm còn sống sót ra xét xử. Chúng đã bị kết tội và nhận án trung thân cho tội ác chống lại loài người trong nạn diệt chủng. Đây là bằng chứng sống mang tính lịch sử, bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Trung Quốc và Mỹ một thời. Lên án Việt Nam được quân tiến vào Campuchia bất hợp pháp, nhờ những phiên tòa của Liên Hiệp Quốc đã chứng minh cho nhân loại thời tiến bộ. Rõ sự thật quân tình nguyện Việt Nam đã phải đổ màu xương trong sứ mệnh giúp giải phóng dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Và giờ đây người Mỹ nhận thấy sự thật nguy hiểm đến từ Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Khi chính Trung Quốc cần một thời giúp Việt Nam chống Mỹ, đổi lại Trung Quốc, cơ hội thuận lợi đã cưỡng chiếm Hoàng Sa tiếp đến là Đá Gạc Ma và các đảo ở Trường Sa trình Trung Quốc đưa 600.000 quân tấn công 6 tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam, trong khi lãnh thổ dân số Việt Nam chỉ bằng một tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Và chính các siêu cường từ một thời nhầm lẫn đã giúp Trung Quốc lớn mạnh như ngày nay. Trung Quốc với sứ mệnh mưu kế xấu mình để phát triển, đến khi đủ mạnh, Trung Quốc sẽ trở dậy hung hăng đúng với bản chất có trong bộ gen của tộc Hán. Giờ đây Mỹ và cường quốc các cường quốc mới giật mình thức tỉnh thì gần như đã muộn. Tất cả các tổ chức thương mại, hay tổ chức y tế ngay cả trong các tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đều có sự thao túng mạnh mẽ của Trung Quốc. Tất cả các kỹ nghệ được chế tạo ra mặc dù đã được đăng ký bản quyền. Nhưng Trung Quốc vẫn giao chết trộm, hành vi bất chấp luật pháp quốc tế này của Trung Quốc đã bị tổ chức thương mại quốc tế phản đối. Tất cả các tổ chức thương mại hay tổ chức y tế ngay trong các tổ chức dân quyền của Liên Hiệp Quốc đều có sự thao túng mạnh mẽ của Trung Quốc. Tất cả các kỹ nghệ được chế tạo mặc dù đã được đăng ký bản quyền, nhưng Trung Quốc vẫn sao chép. Những hành vi bất chấp luật pháp quốc tế này của Trung Quốc đã bị tổ chức thương mại quốc tế phản đối. Trong khi chính Trung Quốc đã cam kết thực hiện khi tham gia vào năm 2001, từ đó đến nay mức độ vi phạm bản quyền của Trung Quốc theo chiều hướng tăng cao nhờ công việc sao chép trộm kỹ nghệ đã giúp cho tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc vượt lên đứng thứ hai trên thế giới. Nếu quý khán thính giả thông tin xin mời đến thẩm quyền thủ công nghệ của Trung Quốc chỉ một lần sẽ hiểu thế nào là kỹ nghệ sao chấp trồng của Trung Quốc. Trên thị trường, hãng Samsung ra mắt chip Samsung Galaxy S21 5G dành điệu thì ở thâm quyền đã có Galaxy S22 5G và thậm chí là Galaxy S23 5G hay chiếc iPhone 12 đang có mặt trên thị trường thì tại thâm quyền đã có chiếc iPhone 13, thậm chí đang chuẩn bị ra mắt chiếc iPhone 14. Điều này được thực hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh đã đưa hàng triệu thậm chí hàng chục triệu sinh viên Trung Quốc đi du học khắp thế giới bằng tiền của ngân sách nhà nước. Sau đó ở lại làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, những sinh viên này chịu trách nhiệm bằng mọi âm mưu và thủ đoạn, đánh cắp kỹ nghệ sao chép toàn bộ bản thiết kế của các hãng nổi tiếng gửi về cho Trung Quốc đại lục dựa vào các bản thiết kế cụ thể này trung quốc đã sản xuất công nghiệp để bán trên thị trường với giá thành dạy như cho các nhà lãnh đạo tại bắc kinh chỉ đạo quốc hội thông qua bộ luật chỉ cần có một sự khác biệt bất kỳ trên sản phẩm sao chép sẽ không phạm vào luật bản quyền đạo luật này giúp cho các tổng công ty tập đoàn đa quốc gia có sự bảo kê của chính quyền trung quốc và cải cách doanh nghiệp tư nhân hợp pháp hóa công việc sao chép trộm trong những năm qua mỹ liên âu đã kiện trung quốc Vấn đề thương mại quốc tế về vấn đề sao chép, trộm kỹ nghệ nhưng Trung Quốc không chịu tham gia và gửi các bằng chứng. Nhằm để chống lại các phán quyết của tòa với chưa bài luật pháp được quốc hội thông qua ở mỗi quốc gia đều có giá trị pháp lý cao nhất, cho phép người dân toàn quyền thực thi đúng với các nội dung đã quy định trong khi các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh có quyền yêu cầu quốc hội thông qua bất kỳ đạo luật nào mà Bắc Kinh muốn vì những thành viên trong quốc hội với chính phủ hay tòa án đều đồng chí với nhau trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản chất thật của nhà nước Trung Hoa là do Đảng Cộng sản Trung Quốc lập ra, chính phủ quốc hội tòa án đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc, là những người đứng đầu tham gia làm việc, đều là đảng viên của nhân đảng duy nhất với tên gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với Mỹ và các cường quốc thì không giống như Trung Quốc, đảng phải chỉ đưa người ta để dân bầu sẵn sàng bị phê truất và bị thay thế theo nhiệm kỳ 4 năm hoặc 5 năm. Các đạo luật được Thường viên Quốc hội thông qua, Thành phần đó phải tham gia quyết định dự đấu tranh giai cấp đến mức không phân định đúng sai, mỗi đảng mỗi ý khác nhau, vì thế cuối cùng phải thỏa hiệp hoặc bỏ phiếu tính theo phần trăm. Bên nào có tỷ lệ cao hơn khi đạo luật được thông qua, còn Trung Quốc thì làm ngược lại. Của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh chính là ý trời, vì như thời phong kiến ngày xưa, Vua ban sống thì được sống hoặc ban cho rượu độc chết thì vẫn phải cảm ơn vua để được chết một cách long trọng. Ở một nước to lớn, 1,4 tỷ dân phải sống dưới chế độ khốn nạn như vậy. Để định chế luật lệ quốc tế đối với Trung Quốc chỉ tham gia, mang tính thủ tục. Còn tuân thủ hay không là quyền nằm trong tay các nhà lãnh đạo Bắc Kinh. Cứ nhìn vào, đại dịch sẽ hiểu những quốc gia nào chống lại Trung Quốc mạnh mẽ nhất sẽ tỷ lệ với số người phải thiệt mạng. Còn im lặng, thì số người nhiễm gây dịch sẽ giảm đi một cách nhanh chóng. Lời ví dụ Ấn Độ là quốc gia bên cạnh Trung Quốc, được quốc tế khen ngợi có thái độ cứng rắn với Trung Quốc nhất, khi tỷ lệ số người bị thiêu đốt nhiều nhất đến mức không còn củi mà đốt xác, cho đến khi Thủ tướng Modi im lặng, thì đại dịch cũng im theo. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ tờ Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng cho biết, sau khi kết thúc cuộc tập trận, căng thẳng tột độ Đại tướng Phan Văn Giang cùng tướng Lương Xuân Việt chỉ huy 25 chiến hạm phóng tên lửa đá ba đầu. Khi đảo đá ba đầu đang như dầu sôi lờ bỏng, tin từ những đồng đội nơi đầu sóng ngọn gió cho biết một quả ngư lôi đã được tàu. Trung Quốc phóng ra ngắm thẳng góc tây nam của đảo đá, ba đầu vào tối hôm qua, cú nổ vang một góc trời biển tình lặng đêm khuya. May mắn thay, ngư lôi bị vướng vào chân vịt một thuyền cá đậu neo, ở bên ngoài, thiệt hại vẫn chưa được thống kê. Trong khi đó ở Ba Đình, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng như đang ngồi trên đóng lửa. Toàn thể quân khu thủ đô đang chia làm hai thái cực. Các binh sĩ thì đã lên đạn chờ lệnh từ tướng Phạm Văn Giang. Nhưng người chỉ huy tư lệnh thủ đô lại lưỡng lự. Ông không dám đưa ra quyết định cho lính tới vây đại sứ quán Trung Quốc vì lúc này trong binh sĩ hành động, gửi công hàm đòi khai trừ và cắt chức Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từ Bắc Kinh là quả hỗn láo. Vào khoảng 9 giờ 45 phút, ngày hôm qua tiếng vỗ tay vang dền bên trong tổng hành dinh của quân khu thủ đô đó là tiếng gieo hò khi bộ tứ tướng mà nay cư dân mạng gọi là tứ trụ tướng hoặc tứ hộ tướng đến thăm. Nơi đây được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bật đèn xanh. Tướng Trương Giang Long đã dẫn đầu tứ hộ tướng đến quân khu thủ đô để ý có thể biết. Sĩ quan ở đây khiến Hải quân phải họ tội bọn Trung Quốc hết dịch, sự hung dữ của bốn vị tướng quân được cộng đồng mạng hết sức ủng hộ, làm kỳ thể quân ta trào dâng. Khi mở đầu câu phát biểu tướng Lê Mã Lương, đại diện tứ hộ tướng nói anh em xem, đã bao giờ Trung Quốc từ bỏ dã tâm chiếm chọn nước ta chưa? Và đã bao giờ chúng ta run sợ trước bọn giặc xâm lăng chưa? Tiếng hò hét vang dậy cả một cốc trời thủ đô, với lời đáp trả đanh thép của các binh sĩ. Đánh, đánh, đánh! Chỉ vài câu nói mà hào khí của dân tộc đã bừng tĩnh và tướng Trương Giang long nói thêm bọn gián điệp đã len lỏi vào từng ngõ ngách, bọn chúng tưởng rằng mua chuộc được hết người dân Việt Nam. Ta sao? Sao bọn chúng nghĩ đất nước này vô chủ hay sao mà dám hồng hách đến như vậy? Theo anh em nên đánh hay nên hàng? Đánh 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 lại một lần nữa tiếng đồng thanh làm vị tư lệnh vừa rồi ngăn cản. Binh sĩ cũng phải kinh hồn bạc vía. Qua lo phóng thanh, Đại tướng Phan Văn Giang đã gọi điện cho tướng Lê Mã Lương và căn dặn chúng ta yêu hòa bình và mọi động thái. Đều hết sức cẩn thận, nhưng không sợ hãi, anh em có thể làm điều mình biết phải làm, đó chính là ám hiểu mà Bộ Thứ tướng Quốc trao đổi với nhau như cách giao thực quyền trên đầu cho các vị này. Đến thời điểm này thì thủ trưởng của quân khu và trình quy nhát chết cũng không còn giảm cả nữa, một tiểu đoàn đã cùng với các tướng tiến hành xuất kích tới Đại sứ quán Trung Quốc để chất vấn Hùng Ba vì sao lại dám ngang nhiên gửi công hàm hách dịch. Đo sự tướng Phan Văn Giang, cuộc hành quân trong thầm lặng này diễn ra ngay tại thủ đô nên mọi động thái phải chú ý rất kỹ, nhất là từ sau vụ bị giam lỏng và dọa trong một phen sự vỡ cả mật xanh mật vàng. Đại sứ Hùng Ba đã gia tăng cảnh báo và phòng thủ chắc chắn hơn, đội ngũ bảo trì bưng bô đã được huy động và trầu trực để ghi lại những khoảnh khắc quân ta thường cẳng tay hạ cẳng chân. Vào tầm 11 giờ sáng, quân ta đã gần như khống chế được tòa đại sứ ở bên ngoài, lúc này chỉ còn chờ lệnh khai họa. Tuy nhiên, dù sức tức giận, tứ hộ tướng vẫn hết sức bình tĩnh. Các binh sĩ được lệnh phải tuân thủ mệnh lệnh như mục đích lần này không phải là gây chiến mà là dọa cho bọn nó sợ. Nói theo kiểu của dân ta, là đi xin tí tiết. Hàn quý Hàn thính giả và các bạn còn nhớ việc Tập Cân Bình ký tên vào công hàm yêu cầu đình chỉ chức vụ hoặc bắt tướng Phan Văn Giang phải nghỉ hưu gây ra một làn sóng phẫn nộ trong toàn quân toàn dân. Đặc biệt càng phẫn nộ hơn khi mới đây, một danh sách các tướng tá quan chức gián điệp lại toàn là tướng tá cấp cao, đa phần bị dính vào những cô gái chân dài mất mẹ trong các chuyến công du. Thông tin hơn 200 tướng tá quân đội và công an Việt Nam có liên quan đến Trung Quốc do đại tướng Phạm Văn Giang địa trình cũng đang làm náo loạn tại Việt Nam. Thực ra danh sách này do tướng Trương Giang Long đã có sẵn từ lâu. Người vợ của tướng Lê Mã Lương trước đó đã lưu lại tên tuổi danh sách những vị quan chức này và bổ sung bằng chứng với quan điểm phải làm sạch những chuyện tham ô cửa quyền hoặc làm gián điệp cho Trung Quốc. Đại tướng Phạm Văn Giang đã đưa vụ án này vào danh sách số 1 để sửa sai cho cán bộ các ban ngành. Ai có tội truy tố hay không có tội phải được công bố tránh những nghi ngờ trong nội bộ, gây lục đục. Tuy nhiên, đây là vụ án đầu và phải trải qua nhiều thời gian xem xét. Quan điểm của chúng ta rất rõ ràng là dệt giặc nội sâm trước ngoại giang... Xâm... ngoại xâm sau, nội bộ đoàn kết trong sạch thì giặc ngoại sâm cũng không có gì phải đáng sợ. Lần này với sự ủng hộ của quân khu thủ đô và tứ hộ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có cơ hội quét sạch bọn giặc nội sâm này. Người thấy mùi nguy hiểm, nên Tập Cận Bình đã phải ký công hàm và đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội là Hùng Ba đã phải đích thân đi trao công hàm. Tuy nhiên, ông đã lọt vào ổ phục kích và chỉ một xíu nữa thôi là những viên kẹp đồng căm vào xe và ngực của ông khi Hồng Ba ghé vào trụ sở Bộ Quốc phòng đã phải một phe mất phía. Ai mà không sợ, một địch thủ vừa thiền chiến lại ngu trí, các hẳn với ngô xuân lịch. Trong những ngày vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang đang là niềm cảm hứng dồi dào sức sống của dân tộc Việt Nam khi ông liên tiếp đưa ra những chính sách thoát trung, trợ hạ tạo lập nên những công lao to lớn. Như vậy để chúng ta biết rằng, người Việt Nam chúng ta đã đưa ra những chính sách thoát trung cộng. đẹp thật là khó và khi có chính sách hợp lý rồi thì đủ can đảm mà thoát hay không mà thôi. Động thái bao vây đại sứ quán trước đại sảnh sáng hôm nay, nó làm cho lòng căm hận và đề phòng cũng đồng thời làm thấy làm cho chúng ta thêm lòng căm hận và cũng đồng thời thấy một bước đi cao tay của tướng Phạm Văn Giang dàn mặt luôn cả những bọn tôn tép cứ thích đùa giỡn với chúa tệ sừng danh. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Trong tình hình, Mỹ đã tặng cho Việt Nam 17 con tàu khu trục và 140 tên lửa Tomahawk cùng với sự xuất hiện của ngũ hộ tướng. Có tướng Lương Xuân Việt gốc Mỹ người Việt chỉ đạo, Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông và đề ra những chính sách oai oăm thực hiện những hành động xâm phá Việt Nam trên đất liền và trên Biển Đông. Thưa quý vị, khi chiến sự leo thang tướng Lương Xuân Việt chỉ huy tàu siêu quài thù giao tranh cốc liệt đầm vỡ đôi tàu Liêu Ninh, chiến sĩ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bùng nổ vào sáng nay sau khi đã có những hành động gây hấn của Trung Quốc tại khu vực quân Cảng Cam Tranh, nơi được cho là đài bàn doanh của Hà Nội của hàm đội 8 do Thiếu tướng Lương Xuân Việt làm tư lệnh chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc nổ ra ngay sau khi có tin đích thân ông Tập Cận Bình đã điện thoại cho giới lãnh đạo Việt Nam đề nghị không nhận Thiếu tướng Lương Xuân Việt cùng những kỳ tài Trung Quốc về cam tranh để phòng thủ. Bắc Kinh biết rằng một khi Việt Nam cho Mỹ sử dụng cam tranh thì hệ lụy sẽ vô cùng khủng khiếp cho các căn cứ quân sự chiến lược trên khu vực Biển Đông của nước này. Tuy nhiên, trải với những lời đe dọa của Tập Cận Bình, lần này phía Việt Nam đã không thể nhân nhượng trước yêu sách của Bắc Kinh, thậm chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hiện giờ là Đại tướng Phan Văn Giang đã đề nghị lãnh đạo Trung Quốc không được can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Quả tức giận trước sự hiên ngang của Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố chiến tranh và huy động lực lượng lớn hải quân, bao gồm cả hàm đội Hải Nam, Nam Hải và tàu sân bay Liêu Ninh, dồn dập tấn công cảng cam tranh tuy nhiên tướng lương xuân việt chỉ huy tàu siêu quả thủ giao tranh cốc liệt đâm vỡ đôi tàu lưu ninh khiến cục diện cuộc chiến trở nên nghiêng về phía việt nam và ưu thế của cuộc chiến đang thuộc về thiếu tướng lương xuân việt